4 điều tuyệt đối không nên làm khi mà mình đi ra nắng về. Thứ nhất là không bật quạt số nó to và nó chiếu thẳng vào trong người. Bởi vì nhiều người có thói quen là vừa đi về tới nhà là mở quạt có số to chiếu thẳng vào người. Nhưng chính những cái hành động này nó vô tình, nó khiến cho sức khỏe của chúng ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cụ thể là cái tình trạng này nó diễn ra thường xuyên thì nó cũng sẽ có thể là gây ảnh hưởng đến cái việc là tuần hoàn máu lên não, và nó khiến cho cái quá trình bài tiết mồ hôi á nó mất cân bằng, và nó kéo theo cái hiện tượng đau đầu, choáng váng, cái cảm giác là mình sẽ bị bứt rứt và mình khó chịu. Đặc biệt nữa là nó cũng có thể dẫn tới cái tình trạng là mình đau mỏi ở cái vùng cơ, vùng cổ và cái vùng vai gáy của chúng ta. Thứ hai, không được uống ngay nước lạnh khi mà mình vừa đi nắng về. Và nhiều người đã giải nhiệt bằng cách là uống ngay một cái lốc nước đá hoặc là một cái chai nước ngọt ướp lạnh. Tuy nhiên, khi mà mình vừa đi nắng về thì thân nhiệt của chúng ta nó đang tăng cao và mồ hôi chúng ta nó đổ nhiều. Vì nếu như mà cô bác anh chị mà nạp ngay cái đồ lạnh vào cho cơ thể chúng ta rất là dễ bị sốc nhiệt, say nắng, bị đau họng hoặc là mình sẽ bị sốt. Và thứ ba là không tắm ngay sau khi mà mình đi nắng về. Hầu hết rất là nhiều cô bác và anh chị sau khi mà mình ra nắng mình về đều có cái cảm thấy là mình bị mồ hôi khó chịu và muốn đi tắm ngay. Tuy nhiên điều này nó rất là nguy hiểm, bởi vì cái lúc này thân nhiệt nó đang thay đổi đột ngột, nó dẫn đến cái việc là cái mạch máu nó bị co lại và có thể nó sẽ gây ra cái tình trạng chúng ta bị thiếu máu ở não và cái nguy cơ bị đột quỵ nó sẽ tăng cao lên. Cho nên do đó chúng ta phải ngồi nghỉ ngơi một chút để cho mồ hôi chúng ta nó giảm dần, và khi thân nhiệt chúng ta nó bắt đầu nó giảm xuống rồi, người đỡ mệt rồi thì chúng ta mới có thể là gì ạ, đi tắm. Và thứ tư đó là không bật điều hòa ở cái nhiệt độ quá thấp, có nghĩa là nó quá lạnh á, thì cái việc mà chúng ta thay đổi đột ngột từ một cái môi trường ở cái nhiệt độ cao là nhiệt độ nóng sang một cái môi trường là nhiệt độ thấp thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là nó bị sốc nhiệt, bị cảm lạnh. Hơn nữa, ở trong cái môi trường nhiệt độ thấp thì mồ hôi nó khó bốc hơi hơn, nên nó dễ ngấm ngược vào bên trong cơ thể thì nó cũng sẽ gây ra bị cảm lạnh. Và nó nguy hiểm hơn nữa là cái nhiệt độ nó cũng làm những cái mạch máu cơ thể chúng ta nó cũng sẽ co lại.